Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện. Tuyền gặp bên nhớ
bạch tổ cáo dày. Thành đạo, 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 đạo.
từ sớm lên nắng tiết nắng tràn quả thực dâng lên lòng tình mai thịnh nên chú tình yêu trên đàn. Phúc dung tiết ngày lành tiếc mở phúc dung có thể tâm tòa thiên thanh hội công đồng một chúng sáng đàn sinh hương để nhớ thiên thiên năng thỉnh mời mẫu lệ nhất thiên thiên thành vân vân công chúa thượng thiên giác đồng vườn cát thuốc về đất phủ dày vân ca thôn quê nghĩa hương thiên bản nhà mình bốc tài chân tôi nhang sở nhiệt pháp thương bốc vân chư phật tài ở tức do văn tùy dư kết tự vân thanh kỳ phương vân chư phật hiền toàn thân pháp mô hương vân cái bồ tát ba tát nam mô hương vân cái bồ tát ba tát vân cái bồ tát ma ta sa la thành ra để nhìn tiên tiên năng tình đời mẫu để nhìn tiên tiên tích xưa sinh thành trong đền đông chốn đồi ngang thành đời vô cát riêng một bầu người xó mát sang sang thành chiến tàng hải ngàn đô nhiệt minh hương ra du từ đồng đường vô hoa đàn thanh hương chi đâm kim cương nhất chư biên thập phương nam mô vân cái bồ tát ma tát nam mô vân cái bồ tát ma tát nam mô vân cái bồ tát ma tát sa la thanh ra chính xác biết dành ơn tai lạc anh vẫn không để sói già làm mình phải cuốc đồng tình người còn thương phải cuốc đồng tình có tiên thân nữ sáng sinh phù thần kim sáng tướng hào quang nghiêm vô đăng đơn bạch hào uyên chuyển từ tứ di á hồ trừ thanh tứ đại hải quang trung hóa phật vô số ức hóa bồ tát chúng diệt vô biên nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi á di đà phật nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát ngày quang song nhang thực kỳ hiệu mẫu về chứng đạm duyên ngã tích tăng cung giang kim phụ hoàng thân cận thành đế thiên chư vương thánh giả hồi cung có lệnh truyền phá hải tôn đức trần chiếu ngài có lệnh truyền phá vượt quang thủy bộ cùng là chiến sinh đạo phạm làm thành nhớ linh nhân đạo phạm làm thành nhớ đánh đông xẹp bắc tung hoành người bỏi lời vân
quốc sử kỳ Việt Nam mi trần na thì lệnh để vương kể thế chỉ bình phủ thiên trường tức mạc địa linh sơn đi hạ dùng thua linh truyền ra lực thành công có lệnh truyền ra các quân thủy bộ cùng là chư sinh ô phương đã phạm tam thành đã phạm tam thành ngược binh đã tam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đồng thời cử tiêu cử tài ca năng cấp cờ ơn từ bi lân vân chúng sinh cô ngã kim đỉnh để dọc nhan thập kỳ khai quang chư dưỡng tôn vạn vạn sơ dâng lên thương ai vạn sơ dâng lên ông thì đồ người chúa biết dành dành phi cho gì để chưa sinh đường chữ trường sinh phi cho gì từ trường sinh cửa nhà hàng ai phúc lai hạt trừ phi cho sức mạnh tương tự Việt Nam
đời dần thì nhẹ lệch lệch nhẹ đi vương kinh thi nhẹ chỉ bình 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 nhẹ nhẹ phù điên trường tức bạc nghề đi danh sơn hà dục tu chung linh tham kỳ thank you.
cung gia khí phụ hòa thân cận thánh chúa thiên trung vương. Sông ta sao gặp suối khe, chỉ hạc biến suối chút chèo về. Chiến năng đường xuống rút chèo về, ngực xuôi xuôi ngực trước thuyền kề đồng tiền. Cho lắm về đây cho nhiều.
Chúa ban cho ngày nhật sáng kia, đồng đồng cho nhiều năm ngoài năm xưa. Họ giàu sang đời đời trời giòn còn ghi nhớ ơn người ý à. Bạn lang táng bạn lang táng ra đây mà xem, ra đây mà xem chùa thác uống rượu hương áo vì quý hương gì chưa thác mừng về có cả người người có lớn ở đất cả người giàu sạch mơ lộn qua hương sơn lớn thằng ngờ tới dốc cung trên non cao uất phúc phạm mờ chưa cứ vắng vắng về xó tàng đường chú lắc bỏ cả rừng cục tác vừa nở trên non nên xa diệt canh đâu chỉ công ta biết và bởi vì ta đâu ý hề cầu thang mây nhẹ gót rút dính còn tắc tắc kè dọc xạ cầm cành đàn bị ông lì bật xào quanh bàn
băng băng nghi rừng đồn tuổi vượt sông ta vì tìm mới nhập nhau có hai nghìn cảnh đẹp khác chợ bờ hàng biếng thác gành nhờ treo leo chợ phượng lấp mơ phượng mơ chiều tông tông đúc đôn nghe ngực phượng đông đông mộc ngơ ba nó bốn nó tiếng chuông chùa vạch ngơ vạch ngơ chiều thành xa hai tử đệ tam phong tôn thần quan đơn hai tử đệ tam cùng bình quan lành xa xích đằng 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 chân chân thủ nghĩ lại lại sang nhân như khi nhạt như ai vàng tuần tuần du kiềm mơ xót cõi phàm như chờ chờ đi xa biến chiếu thập phương ngã tinh tăng cung sang thiên phục hoàng thân đần thánh đế thiên trung vương phá hoàng tân gia ân từ bi bất chúng sinh phổ ngã kinh đỉnh lễ khai quang phá siêu hiền lớn
văn sơ dâng lên tương lành, văn sơ dâng lên hải vì hương tươi, chưa biến danh danh đến sau chứng sinh người nghe đôi chữ chứng sinh chứng chữ hiền chữ quý tham linh thọ sương độ do sức mạnh đôi đường quê nhà
xanh nam cổ tích lập tòa người cao. Cảnh thiên thai con nữ tuần giá ngự khắp khắp mi khắp mọi miền đã dậy thần cơ cửa sông đông đông đó phục thờ sang thiết lập đền thờ con nữ đi tuần tranh bây giờ ngài chẳng sang anh tinh trước mà bảo dân tình sau ra đưa chóc mà kinh khen này ra trần thì đi tay khai quang xong nhang được nhiều quá về chiếm thập phương ngài thi đắc cung phạt kim thường hoàng thân cầm thánh tinh thì chừng thank you.
tài mạng dâng lên kim ngân sẽ được dâng lên nam quan tuần tôn tôn ngài chấp biến rõ ràng vì cho thì vì trường sinh. Trường ngư chư quý thời khác tinh thọ trường phế cho dung mạnh đôi đường. Hai bạn dâng lên kim ngân sớ điệp chính lên quan tuần tử nơi chép biên dành dành phế cho nhị đưa trường sinh. Thank you.
xanh xanh